Vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Subaru đã vén màn phiên bản mới của dòng xe XV ở thị trường Thái Lan. Sau hơn nửa năm, mẫu SUV hạng B này tiếp tục trình làng ở một thị trường Đông Nam Á khác, đó là Indonesia. Được định vị thấp hơn đàn anh Forester, Subaru XV 2022 đã chính thức ra mắt đất nước vạn đảo trong triển lãm ô tô quốc tế GAX Indo Indonesia 2022. Đồng thời, đây cũng là sự kiện đánh dấu sự quay trở lại của hãng Subaru ở thị trường Indonesia. Ngoài XV, hãng Subaru còn giới thiệu một mẫu xe nữa ở thị trường này, đó là ô tô thể thao bơ. Tại thị trường này, Subaru XV 2022 có hai phiên bản, bao gồm IS và IS i -Sai. Giá xe ở hai phiên bản này lần lượt là khoảng 715 triệu và 794 triệu. Như vậy, mẫu xe này có giá thấp hơn ở Thái Lan có giá 890 triệu và 951 triệu bỏ ra số tiền trên, khách hàng Indonesia sẽ nhận về mẫu SUV có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4.465mm, chiều rộng 1.800mm, chiều cao 1.595mm, chiều dài cơ sở 2.665mm và chiều cao gầm 220mm. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V, Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta, mẫu xe này có chiều dài cơ sở nhỉnh đáng kể hơn. Tại thị trường Indonesia, Subaru XV 2022 được trang bị khá tốt và đồng đều ở hai phiên bản. Cụ thể, cả hai phiên bản của mẫu SUV hạng B này đều có đèn pha LED, đèn sương mù trước dạng LED, cần gạt nước tự động, vành hợp kim 18 inch sơn hai màu thể thao, ba gơ nóc, cửa sổ trời một mảnh, an tên hình vây cá, đèn hậu kết hợp và đèn sương mù sau. Trong đó, đèn pha của xe có tính năng tự động chỉnh luồng sáng theo góc đánh lái, và tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày. Bước vào bên trong Subaru XV2022, người dùng Indonesia sẽ được chào đón bằng nội thất bọc da phối hai màu tương phản. Ghế, mặt táp lô, vô lăng và bệ tỉ tay trung tâm ở hàng ghế trước đều được trang trí, bằng chỉ khâu màu cam. Trang bị nội thất chung của cả hai phiên bản bao gồm vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 in hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa màn hình đa thông tin 6.3 in nằm phía trên màn hình trung tâm, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, cổng sạc USB trong ngăn chứa đồ dưới bệ tỉ tay trung tâm ở hàng ghế trước, và hệ thống điều khiển chạy địa hình x mode Sự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở trang bị an toàn. Theo đó, bản tiêu chuẩn chỉ có những tính năng an toàn như 7 túi khí, hệ thống cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, camera lùi, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Chỉ có bản cao cấp mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động i iSci, với những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành và kiểm soát chân ga. Dù ở phiên bản nào, Subaru XV 2022 tại Indonesia cũng dùng động cơ boxer 4 xi lanh, dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Đây là trang bị đặc trưng của thương hiệu Subaru đồng thời cũng là điểm nhấn cạnh tranh với các đối thủ của XV. Ngoài Subaru XV 2022, hiếm có mẫu SUV hạng B nào được trang bị hệ dẫn động 4WD tiêu chuẩn. Hiện chưa rõ sau Thái Lan và Indonesia, Subaru XV có được đưa về Việt Nam để cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B vô cùng sôi động hay không. SUV hạng B hiện là phân khúc xe được ưa chuộng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau xe đen. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Subaru cân nhắc việc phân phối XV ở thị trường Việt Nam.